Ok Và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục Chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin mọi người nhé Mọi người xem video của mình có thể ấn ủng hộ mình bằng cách like đô mọi người nhé Quay trở lại với thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 10 khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em thì uh, hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở cái nền giá phía bên dưới này là vùng giá là 61.000 đô thì chúng ta sẽ nhìn tổng quan chung qua một chút chúng ta sẽ nhìn thấy là hiện tại thì sau khi Bitcoin nó đạt đỉnh ở cái vùng phía bên trên là vùng 66.500 đô thì lúc đấy thì mình có chia sẻ với anh em một cái điều đó là thị trường hiện tại thì uh, cộng đồng và người chơi khá là phong mô sau đó thì mình có view với anh em là cái trường hợp Bitcoin có thể quay về cái vùng bên dưới là vùng 60 61.000 đô thì cơ bản là cái nhịp về 60 61.000 đô theo cái plan và theo cái kịch bản của mình thì nó đã và đang xảy ra rồi. Và hiện tại thì sau khi Bitcoin rơi về cái vùng 60 61.000 đô theo cái nhận định của mình thì Bitcoin hiện tại nó cũng đang xảy ra những cái phản ứng giá ở vùng giá này. Thì sau khi Bitcoin nó rơi xuống cái vùng giá bên dưới là vùng 60.000 đô thì mình có chia sẻ với anh em về cái kịch bản là thị trường khả năng rất cao nó sẽ đi ngang tại một đà sideways. Có thể cơ bản hiện tại thì chúng ta cũng đang có một cái đà đi ngang và có một cái là sideways khá là chuẩn và khá là sát rồi anh em nhé về xu hướng hiện tại thì anh em có nhìn thấy này bitcoin đang tạm thời xây dựng một cái vùng cân bằng nhé tạm thời bitcoin đang xây dựng một cái vùng cân bằng ở đây thì đây cũng là một cái vùng cân bằng khá là quan trọng đó biểu thị cho một cái uh, xu thế đi ngang nếu thực sự đây là cái vùng tích lũy và thực sự đây là một cái vùng sideways tích lũy thì chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp hồi phục ít nhất là trong ngắn hạn bitcoin có thể tiến tới cái vùng phía bên trên là vùng 64 và thậm chí là bitcoin có thể hồi lên vùng 65 000 đô. Đấy, điều hết sức bình thường Nói trừ cái trường hợp là thị trường có những cái thông tin Mà bị thao túng bởi cái đường giá thôi Bitcoin mới xả trực tiếp xuống cái vùng bên dưới này cái Vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 57K5 Nhưng tạm thời thì Bitcoin Và thị trường hiện tại nó đang tạo ra một cái Phiên dai quay và một cái phiên đi ngang Rất sát cái plan của mình rồi và Thế nên với mình thì mình nghĩ rằng là Thời điểm này cái mà chúng ta cần làm ấy Là chúng ta cần phải quan sát Đó rất quan trọng ở cái thời điểm này Đó, Nhưng cơ bản nếu mà nhìn cái tổng quan chung thì anh em thấy là cái đường giá hiện tại nó chạy rất sát và rất tương đồng với cái nhận định của mình rồi có H4 thì hiện tại thì chúng ta cũng đang nhìn thấy Bitcoin đang ở cái vùng hỗ trợ là vùng sáu mươi đô đó thì nếu mà trường hợp mà kịch bản tốt thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là Bitcoin phá đỉnh ATH gần đến nhất là 66 000 ATH xa hơn là vùng 72 74 để chúng ta có thể chinh phục và chúng ta có thể đạt được một cái dấu mốc một cái cột mốc cao hơn. Đó, tất nhiên thì nát nữa thì mình sẽ đi vào cái cập nhật thị trường cũng là chúng ta đi vào phân tích thị trường nhưng mà đây là mình sẽ điểm qua với anh em thôi. đó thì nát nữa thì mình sẽ đi sâu vào thị trường để chúng ta update xem là ở ờ, nếu thời điểm này chúng ta tiếp tục là gom hay là chúng ta nên bán ra một phần chúng ta dự phòng. đó thì cũng là một cái câu hỏi mà nhiều anh em chúng ta quan tâm ở thời điểm này. đó thì trước khi mà chúng ta cập nhật thì mình sẽ điểm qua một số đồng an coi trên thị trường đi. ngày hôm nay thì chúng ta vẫn nhìn thấy sự trụ giá rất tốt của IPT. ABT thì anh em đã nhìn thấy là cái vùng màu đỏ đỏ này là cái vùng khoanh khoanh để vùng côn anh em chúng ta lên tàu và chúng ta vào cơ bản là hiện tại thì trong ngày hôm nay thì APT nó vẫn đang trụ giá rất tốt đó, nó chạy theo cái plan của mình và tiến tới cái vùng phía bên trên là 8.7 rồi như anh em mà mua được ABT ở vùng 5 đô 6 đô 6.7 đô thậm chí là 7 đô thì vẫn đang có một cái mức lợi nhuận khá là ổn và cái tiềm năng tăng giá của APT thì vẫn còn đó, thế nên là nếu như anh em nào mà chúng ta đang sở hữu APT thì chúc mừng mọi người thôi Cô anh em vào hàng cô anh em lên tàu ABT rất nhiều rồi. chắc chắn chắc chắn một điều là hiện tại thì nếu như mọi người đang cầm ABT thì chúng ta đang có một cái mức lợi nhuận rất rất ngon. Đó một cái lời chia sẻ của mình khá là nhiều với anh em đó là ABT dưới gì ạ? Ờ ABT dưới 6 đô dưới 7 đô thì được coi là một món quà. Đó thì hiện tại nó bơm lên 8 đô rồi. Thì cố gắng mà giữ, cố gắng mà gồng thôi. Đó còn tất nhiên là nếu mà anh em mà cảm thấy đủ cái target đủ rồi thì có thể chốt ra một phần cũng được, nhưng theo cá nhân của mình thì cái tiềm năng tăng giá của APT thì vẫn còn đó thì hay là có hàng thì cứ giữ nhá đặc biệt là cái hôm trước anh em nào mà bắt được đáy cái đoạn bên dưới này chỉ khoảng 5 đô thôi thì đấy là được coi là một món quà một món hời rất nhiều thì hiện tại thì chắc chắn là tài khoản đang dương hai là chúng ta sẽ có xui đúng không xui thì hiện tại thì vẫn đang duy trì một cái mức lợi nhuận khá là ổn và sau khi xui tiến tới vùng 2 đô là cái vùng kháng cự gần thành cũ thì xui xảy ra cái phần tăng giá rất mạnh mẽ và khiến cho xui điều chỉnh đó thì với mình thì mình vẫn đã và đang ôm xui đó xui côn dòng giá anh em mua rất rẻ trong nhóm tín hiệu của mình thôi 0.5 0.6 0.8 đô thì hiện tại thì xui nó đang có một cái sự hồi phục rất là tốt đó thì chúng ta ngoài ra chúng ta cũng có những cái đồng an gói khác nữa như saga này vẫn đang duy trì một cái mức lợi nhuận khá là ổn đó thì anh em nào mà có hàng thì chúng ta cứ giữ thôi NG mua quá đẹp rồi chúng ta tội gì chúng ta không giữ đúng không cố gắng giữ giúp mình nhé em nhé rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cập nhật thị trường và chúng ta sẽ đi vào phân tích thị trường chính trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì uh, nhắc qua mọi người một chút nữa nha. nếu mà anh em mà chúng ta đánh ăn coi thì tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium giúp mình. Premium là nhóm tín hiệu hoàn toàn miễn phí thôi. Mọi người chỉ cần đăng ký tài khoản của cái sàn giao dịch OKX, Bybit, Bitget rồi bên mình đã mọi đủ điều kiện để chúng ta có thể tham gia vào trong nhóm rất đơn giản thôi thì cố gắng đăng ký và giúp mình sau này những cái con sòng tổ yêu mua bán thì chắc chắn mình sẽ không chia sẻ ra các buổi like những cái buổi vận uh, vẫn buổi video ngắn của mình nên cố gắng đăng ký vào tránh trường hợp là sau này như thời điểm mình bán hay tổ yêu sóng ấy thì em mày hỏi là anh anh bán ra đâu anh tối ưu đâu thì nghe như vậy nó rất là buồn thế nên là cố gắng tham gia vào trong nhóm tín hiệu miễn phí giúp mình anh em chúng ta vụ lớn hơn thì chúng ta nên đăng ký vào trong nhóm vip nhé nhóm vip sẽ là nhóm đầu tư định hướng và đây sẽ là cái nhóm mà cho mọi người một cái lộ trình đi an tâm nhất Một cái lộ trình, một cái hướng đi tối ưu nhất Thì nhóm này thì yêu cầu là anh em chúng ta follow mình đủ lâu này Thực sự hợp với cách chơi của mình Còn anh em mà đánh theo kiểu FOMO bản năng thì Theo mình là chưa phù hợp đâu nó Hoặc là anh em nào kiểu muốn làm giàu nhanh Muốn nhân 100 lần, 200 lần thì chắc chắn là không nên đăng ký Đó, nhưng mà anh em nào thực sự mà hợp với mình thì Đăng ký và đánh rất an tâm mọi người nhé Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính cập nhật video ngày hôm nay Mọi người xem video mọi người nhớ ấn hộ và ủng hộ mình bằng cách like luôn mọi người nhé Rồi bây giờ hiện tại thì Bitcoin chúng ta sẽ nhìn tổng quan qua một chút về D1 đi Đó Cái nến D1 thì hiện tại thì Bitcoin chúng ta nó vẫn đang có một cái vùng kháng cự Như là cái vùng đám mây ở phía bên trên này Là từ 65 cho đến vùng 70.000 đô Đây được coi là vùng kháng cự mạnh Đó và sau đó thì Bitcoin đương nhiên rồi tiến tới cái vùng kháng cự mạnh và Bitcoin xảy ra những cái phản giá theo đúng cái nhận định của mình ừ. thì đợt trước thì mình có vẽ với anh em là Bitcoin nó chỉ tiến tới cái vùng sáu thôi ở trên Facebook cá nhân của mình vẫn còn đây mình bảo cho anh em xem đợt trước mình có vẽ với anh em đây mình có vẽ với mọi người về cái việc Bitcoin nó sẽ hồi lên vùng 65 sáu đây mũi tên vẽ đây sau đó nó có chạy lên thật đây anh em đây vẽ lên với anh em nhé đó sau đó mũi tên giá nó chạy lên mình chỉ vẽ lên đây thôi sau đó mình vẽ thống điều chỉnh đúng không đấy thì kiểu như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng là nó trụ giá được nếu như mà nó chạy đúng cái kịch bản trong mơ nhá mọi người nhá. Thì trên Facebook của mình thì mình cũng có đăng những thông tin lên thì anh em nào mà chưa follow về Facebook mới này của mình ấy, thì có thể follow. Đây là Facebook mới nhá. À, Facebook cũ thì mình ít dùng lắm, Facebook mới về dùng. Em tìm kiếm cho mình ở trên Facebook ấy, A cổng Hiếu Nguyễn 4493. Hoặc là link mình có để phần mô tả rồi. Để chúng follow nhé để chúng ta cập nhật những cái thông tin khi mình có đăng tải lên và mọi người vào facebook của mình thì mọi người ấn giúp mình một nút like nhé anh em nhé uhm, anh em có thể ấn và ủng hộ mình một cách, like bài giúp mình nhé mọi người nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái video ngày hôm nay thì hiện tại thì uh, bitcoin đang tạo ra một con sóng tăng và hiện tại đang tạo ra con sóng điều chỉnh thì mình vẫn chia sẻ với anh em rồi nếu chúng ta có một cái kịch bản trong mơ thì chúng ta sẽ có một cái đà đẩy tiếp tục Trên cái vùng phía bên trên đầu tiên là đỉnh ADH là 72, 74. và xa hơn là chúng ta sẽ tiến tới vùng phía bên trên là 80, 85 tất nhiên là để nó chạy được này thì nó sẽ rơi vào trường hợp là kịch bản trong mơ. Đó thì đây là một kịch bản tốt nhất dành cho anh em chúng ta đang cầm hàng và đang holder. Thì đêm 1 thì mình vẫn nói rồi, đám mây này là cái vùng kháng cự rất mạnh. Đó nhưng uh, tạm thời thì đám mây này thì mình nghĩ rằng là nó chưa được qua được nhưng về cái tầm nhìn dài và trung hạn nó sẽ được qua được thôi. Không có vấn đề gì anh em nhé. Về sóng của H4 nào, H4 thì chúng ta sẽ nhìn là một chút tối là Bitcoin sau khi chạm cái vùng kháng cự ở bên trên là vùng 66.500 đô. Bitcoin đang xảy ra cái phần đường giá đúng không ạ? Thì ít nhất là trong ngắn hạn thì mình nghĩ là Bitcoin có khả năng có một cái nhịp hồi lên phía bên trên này là khoảng 63.000 đô. Đó thì trong trường hợp nếu như cái áp lực bán mạnh thì Bitcoin nó vẫn có thể xả xuống cái vùng đáy bên dưới là cái vùng 57k5, thậm chí là trường hợp xấu nữa thì Bitcoin nó vẫn có thể tạo một cái đà quay trở lại test lại cái vùng 48 đến 52.000 đô về bên dưới này. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mà cửa để Bitcoin về 4852 thì nó cũng chỉ rơi vào trường hợp xấu nhất thôi. Còn như cái vùng khoảng tầm 57k5 thì nó vẫn có khả năng và trong khả năng rơi về được đó, nhưng mà nếu anh em hỏi mình là về Bitcoin có rơi về 48 năm 20 không thì theo mình là cái cửa để rơi về sâu như vậy thì nó hơi khó. Mình chưa nghĩ tới cái việc mà nó rơi về sâu như vậy. Là có thể rơi được nếu như trường hợp thị trường xấu nhất thôi. Còn tạm thời cái vùng 60 60 và vùng 57k5 nó vẫn đang là cái vùng tạm thời trụ được giá của Bitcoin anh em nhé. Về xuống của ngắn hạn chúng ta sẽ nhìn qua một chút đi về M30 đi. À, M30 thì Bitcoin đang tạo ra một cái vùng sideways tích lũy giống với plan của mình thôi. Thì có thể là trong ngắn hạn tạm thời Bitcoin sẽ có một cái nhịp hồi phục lên cái vùng phía bên trên là khoảng 63 64 ngàn. Đó thì cái này chú ý follow giúp mình thôi. thực ra là một cái nhịp mà Bitcoin hồi lên cái vùng phía bên trên ấy là 63 và vùng 64 ngàn đô thì cũng không phải là quá khó đâu. Đó thì tại vì thực nhất là nó tạo ra một cái vùng sideways khá là ổn ở phía bên dưới này rồi. Đúng không? Thế nên là cái việc mà Bitcoin có thể đẩy lên vùng bên trên này thì mình nghĩ rằng là trong khả năng đó, tất nhiên là thị trường nó vẫn có thể xả ngay được nhưng mà tạm thời thì mình nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể kỳ vọng một cái nhịp hồi phục sau đấy thì anh em kỳ vọng xuống sau nhé mọi người nhé cơ bản là trong ngắn hạn thì bitcoin vẫn có thể xuống những cái vùng giá bên dưới vùng năm bảy ngàn năm bảy năm đấy hoặc là sâu hơn nữa thì vẫn có khả năng thôi nhưng mà nó phải rơi vào trường hợp xấu nhất về ăn coi thì hôm nay chúng ta mình sẽ nhìn qua một chút với mọi người con ba la, la nhé con chuối nhá ba la la hôm nay thì chia sẻ với anh em ở trong nhóm tín hiệu của mình hôm nay cũng đang có một cái đà tăng rất tốt nơi vùng năm đô có thể anh em nào mà ôm la like thì đang có lời đấy thì giữ thôi nó đang điều chỉnh cũng không có vấn đề gì đây cũng là đồng coi mà mình chia sẻ trong nhóm tín hiệu thì một số anh em đánh ăn coi thì cứ đăng ký vào trong nhóm tín hiệu giúp mình nhá đăng ký vào nhóm miễn phí giúp mình hoàn toàn miễn phí thôi anh em chúng ta đăng ký tài khoản sản bài OK, Bybit, là chúng ta có thể tham gia vào Nhớ nhé mọi người nhé. Vốn lớn hơn mà đồng điệu với mình thì nên đăng ký nhóm VIP. Đó nó chỉ một số tiền tham gia nó chỉ vài trăm đô thôi. Nhưng cho mọi người một cái nội trình yên tâm hơn rất nhiều với như anh chị mà có vốn từ 5 đến 10 ngàn đô như anh em vốn từ 5, 10, 20, 30 ngàn đô chắc chắn là sóng vừa rồi anh em mà đánh thì chắc chắn là chia 3, chia 4 thì số tiền anh em mất thì chắc chắn là rất lớn 10 ngàn đô thì cũng mất đến tận 6, 7 ngàn có anh em đăng ký vào cho yên tâm nhé Ok và video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ update tranh với mọi người và mọi người xem video nhớ ấn ủng hộ mình bằng cách like đô hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo Bye, mọi người